Chào các bạn, thì trong clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu giày bốt cổ cao cho bé như thế này. Ở phía dưới đế mình có dán một lớp đế xốp chống trơn cho bé tập đi. Ở phần cổ giày có móc cao lên để che được đến phần mắt cá chân của bé. Có phần cột giày để điều chỉnh ở phía sau. Ở mặt trước mình có trang trí hai tai màu nâu để cho cái chiếc giày của mình nó thực xinh xắn hơn. Thì cái mẫu giày này nó sẽ đi chung với cái nón cừu để thành một set nè. Đây, thì cái mẫu nón cừu này mình cũng có hướng dẫn ở clip trước. Mình có để link ở phần mô tả, các bạn nhấp vào link tham khảo nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc thân giày. Thì dụng cụ mình gồm len miêu cô tông. Ở đây mình sử dụng sợi len dày tầm khoảng 1.75 đến 2 mm. Kim móc mình sử dụng kim móc hai đầu và dùng đầu số 4. Hoặc nếu không có mẫu kim này thì các bạn có thể sử dụng cho mình loại kim có đầu kim nhỏ hơn hoặc bằng sợi len. Kéo cắt len và lớp đế xốp để chống trơn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc phần thân trên. Ở đây mình đã móc sẵn một mẫu mặt đế dày len như thế này. Thì mẫu mặt đế của mình là 11,5 cm, nên xích đầu tiên sẽ là 16 mũi xích nè. Và cái vòng ngoài cùng là mũi nửa kép nha. Ở mẫu mặt đế này mình cũng có hướng dẫn ở clip trước, mình có để link ở phần mô tả, các bạn nhấp vào link bên dưới tham khảo nha. Đối với mẫu giày này mình có dán đế, nên ở đây mình sẽ đưa cái mặt trái của cái mặt đế xuống dưới và ta sẽ đưa mặt phải lên phía trên, bắt đầu móc cho mình ở cái mặt phải này nha. Mình sẽ dùng len màu trắng để móc. Các bạn sẽ đưa sợi len ra phía sau mũi móc. Thì ở mặt đế ta có cái mũi móc mũi dời cuối cùng á. Đây là cái mũi dời cuối cùng của mặt đế nè. Các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái mũi dời cuối cùng này và ta sẽ đâm kim vào cái chân móc ở phía trên nha. Đây. Đây là chân mũi dời cuối cùng nè. Sau đó kéo cái sợi len màu trắng qua chân móc. Móc lên hai mũi móc xích. Móc cho mình vào cái chân móc kế bên sẽ là cái chân móc mà ta kết thúc mũi dời của mặt đế. Ta sẽ móc vào chân móc ở phía trên nha. Đây, móc vào đây một mũi nửa kép. Đối với cái hàng đầu tiên này nè, khi cái mặt đế của mình kết thúc là hàng mũi gì thì các bạn sẽ móc cho mình là cái mũi đó nha. Ví dụ như mũi kép đơn thì ta sẽ móc mũi kép đơn. Ở đây mình móc mũi nửa kép nên ta sẽ móc vào cái chân móc đầu tiên này một mũi nửa kép. Tiếp tục chân kế bên cũng móc một mũi nửa kép. Và các bạn để ý cho mình nè, ở mỗi mũi móc nó sẽ có hai cái chân móc như thế này. Các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc ở phía trên á. Đây. Tất cả các cái mũi móc các bạn đều móc cho mình vào cái chân móc ở phía trên luôn nha. Tiếp tục chân kế tiếp cũng móc một mũi nửa kép và cũng móc vào chân móc ở phía trên. Khi móc cũng móc dấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc nè, để khi ta cắt len không phải giấu len nhiều và cái mũi móc của mình nó được thẩm mỹ hơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi nửa kép và cũng móc vào chân ở phía trên. Chân kế tiếp cũng vậy, một mũi nửa kép vào đây. Các bạn sẽ làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc và tất cả cũng đều móc vào cái chân ở phía trên nha. Sau khi móc được một hàng mũi nửa kép ở cái phần thân giày nè, thì ở cuối hàng các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân móc của mũi nửa kép đầu tiên á. Đây là chân móc của mũi nửa kép đầu tiên và móc vào đây một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Móc vào chân móc đầu tiên sẽ là chân móc mà ta vừa kết thúc mũi dời á, móc vào đây cho mình một mũi kép đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn. Thì ở cái hàng móc thứ hai này mình sẽ sử dụng mũi kép đơn để móc nha. Tiếp tục chân kế tiếp cũng một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng tương tự, một mũi kép đơn vào đây. Sau đó sẽ làm tương tự cho các chân móc còn lại. Mỗi chân móc móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cái chân móc nè. Để ý cho mình là ở cái mặt đế, đây là hai cái chân móc cùng chân đầu tiên mà ta gặp. Các bạn sẽ móc cho mình đến cái chân móc thẳng hàng với cái chân móc đầu tiên của hai chân móc cùng chân phía dưới nè. Đây, đây là hai chân móc cùng chân phía dưới.
Khi giống thẳng hàng lên thì cái chân này sẽ thẳng hàng với chân móc thứ nhất của hai chân móc cùng chân phía dưới của mặt đế nè. Đây, các bạn sẽ móc tương tự cho mình các cái mũi kép đơn cho đến cái chân móc sát bên nha. Đây, móc cho đến chân móc sát bên này. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Khi đã móc được các cái mũi kép đơn cho đến chân móc thẳng hàng với chân đầu tiên của hai chân móc cùng chân phía dưới ở mặt đế nè, thì cái chân móc này và cái chân kế bên các bạn sẽ chụm lại cho mình thành một chân. Thì cái cách chụm chân cũng rất là đơn giản, các bạn tiến hành lấy len, sau đó đâm kim vào chân móc đầu tiên, kéo len qua chân móc, sau đó kéo len qua hai chân móc trên kim, tiếp tục lấy len và đâm kim vào chân móc kế bên, tương tự lấy len và kéo qua chân móc, sau đó kéo qua hai chân móc trên kim. Thì khi trên kim đã được 3 mũi móc thì các bạn kéo len qua hết chân móc trên kim. Như vậy là hai chân móc phía dưới mình chụm lại được thành một chân ở phía trên nè. Chân móc kế bên này ta sẽ móc một mũi kép đơn vào đây. Thì khi đã được một mũi kép đơn rồi thì hai chân móc kế tiếp ta sẽ chụm lại thành một chân, và cái cách chụm nó cũng tương tự như cái mũi chụm đầu tiên nè. Cũng lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc. Lấy len, đâm kim qua chân móc, kéo len, kéo qua hai chân móc trên kim, sau đó kéo qua ba chân móc trên kim. Như vậy là mình được các cái mũi chụm xen kẽ với một mũi kép đơn nè. Đây, mũi chụm xen kẽ với mũi kép đơn. Ta sẽ làm tương tự cho các chân móc còn lại. Các bạn móc cho đến khi ta được 7 mũi chụm xen kẽ với một mũi kép đơn. Chân kế bên sẽ làm một mũi kép đơn. Thì hai chân móc kế tiếp sẽ chụm lại thành một chân để ta có mũi chụm thứ ba nè. Lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc, sau đó kéo len qua ba chân móc trên kim, ta được mũi chụm thứ ba, tiếp tục mũi kép đơn thứ ba. Thì hai chân móc kế tiếp sẽ là mũi chụm, móc vào đây một mũi chụm thứ tư, chân kế bên một mũi kép đơn, tiếp tục mũi chụm thứ năm. Chân móc tiếp theo một mũi kép đơn. Hai chân kế tiếp tạo một mũi chụm thứ 6. Chân kế bên một mũi kép đơn. Hai chân kế tiếp sẽ tạo ra mũi chụm thứ 7. Thì hai chân móc cuối cùng của cái mũi chụm này nó sẽ là hai chân móc thẳng hàng với hai chân móc cùng chân phía dưới cuối cùng của phần mặt đế nè, ở cái vòng ngoài cùng của mặt đế á, thì nó sẽ thẳng hàng với hai chân móc cùng chân này. Ta được 7 mũi chụm xen kẽ với một mũi kép đơn. Đây, 7 mũi chụm xen kẽ với một mũi kép đơn như thế này. Thì lúc này cái phần đỉnh dày của mình nó đã có cái độ bo lại rồi nè. Ở các chân móc kế tiếp, mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Đây, mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và làm tương tự cho đến cuối hàng. Sau khi đã móc đến cuối hàng thì tiếp tục móc cho mình vào cái chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ở cái hàng móc này một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Thì ở hàng móc thứ ba này mình cũng sử dụng mũi kép đơn để móc nè, cũng tương tự như hàng móc thứ hai, móc vào chân móc mình vừa móc mũi dời một mũi kép đơn, sau đó chân kế bên móc một mũi kép đơn, tương tự chân kế tiếp cũng một mũi kép đơn, và cũng móc tương tự cho các chân móc còn lại. Các bạn sẽ móc tương tự mỗi chân móc là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Móc tương tự cho đến khi ta gặp cái chân móc mũi chụm đầu tiên của cái hàng móc thứ hai nè. Đây sẽ là cái chân móc mũi chụm. Các bạn sẽ móc cho mình các cái mũi kép đơn cho đến chân móc sát bên nha. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Ở cái chân móc mũi chụm đầu tiên của cái hàng móc thứ hai phía dưới nè, thì cái mũi chụm này và cái mũi kép đơn phía bên cạnh, các bạn sẽ chụm lại cho mình hai chân móc này thành một chân, và cái cách chụm nó cũng tương tự như cái mũi chụm phía dưới này.
Ta cũng lấy len, sau đó đâm kim vào chân móc của mũi chụm và chân móc của mũi kép đơn kế bên này nè. Đây, đâm kim vào hai chân móc này. Sau đó kéo qua ba chân móc trên kim. Ta được một mũi chụm đầu tiên của cái hàng móc thứ ba nè, chụm lại thành một chân. Khác với cái hàng móc thứ hai, ở cái phần này các bạn móc xen kẽ một mũi chụm và một mũi kép đơn nè, thì ở hàng móc thứ ba ta sẽ móc mũi chụm liên tiếp nha. Hai chân kế tiếp sẽ là chân móc của mũi chụm phía dưới và mũi kép đơn này, các bạn sẽ chụm lại cho mình hai chân móc này thành một chân. Lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc, sau đó kéo qua ba chân móc trên kim. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến khi ta được 7 mũi chụm liên tiếp với nhau. Cũng đâm kim vào cái chân móc của mũi chụm phía dưới và mũi kép đơn ở phía dưới á, chụm lại thành một chân. Mũi chụm thứ tư nè. Tiếp tục mũi chụm thứ năm sẽ móc vào hai cái chân móc kế bên này. Ta được mũi chụm thứ năm. Mũi chụm thứ sáu cũng tương tự. Hai chân móc kế tiếp sẽ là mũi chụm thứ bảy nè. Thì cái mũi chụm thứ bảy này cũng tương tự, đâm kim vào cái chân móc của mũi chụm cuối cùng ở cái hàng móc thứ hai và cái mũi kép đơn kế bên, chụm lại cho mình thành một chân. Như vậy là ở đây mình đã đạt được 7 mũi chụm liên tiếp với nhau nè. Đây, liên tiếp với nhau. Thì lúc này cái phần đỉnh giày của mình nó đã có cái độ bo lại như thế này, bo cong lại như thế này. Đoạn tiếp theo thì cũng tương tự như hàng móc thứ hai, mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Và cũng móc tương tự cho đến cuối hàng. Sau đó móc vào chân móc của mũi kép đơn này một mũi dời, móc lên một mũi móc xích. Như vậy là mình vừa hoàn tất được một nửa thân dài như thế này, đỉnh dày có cái độ bo lại. Hàng móc tiếp theo mình sẽ tiến hành bo tiếp cái phần đỉnh dày này, để cho cái phần đỉnh dày này nó ôm được với cái phần má chân của bé nè. Và cái hàng móc này mình sử dụng mũi móc đơn để móc nha. Các bạn cũng có thể sử dụng mũi kép đơn hoặc là mũi nửa kép cũng được. Ở đây mình sử dụng mũi đơn cho cái phần thân dày của mình nó được chắc chắn hơn á. Móc vào chân móc mình vừa móc mũi dời một mũi móc đơn, chân bên cạnh cũng một mũi móc đơn. Tương tự chân kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại. Ở cái chân móc mũi chụm đầu tiên của hàng móc thứ ba ở phần thân dày, thì từ cái chân móc này các bạn sẽ đếm ngược ra cho mình 3 mũi móc. 1, 2 và 3. Ta sẽ móc các cái mũi móc đơn cho đến chân móc thứ tư nha, sát cái chân móc thứ ba này nè. Đếm ngược ra 3 mũi móc, sau đó móc đến cái chân móc thứ tư. Các cái mũi móc đơn ta sẽ móc đến chân móc thứ tư nha. Mỗi chân móc cũng tương tự, móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Ở cái chân móc thứ ba đếm ngược ra từ cái mũi chụm này, thì cái chân móc thứ ba này sẽ móc cho mình một mũi nửa kép vào cái chân móc thứ ba. Thì lúc này cái mũi móc của mình nó đã có cái độ cao hơn một xíu nè. Ở cái chân móc thứ hai và thứ nhất, sát cái chân móc mũi chụm kế bên này, hai chân móc này các bạn sẽ chụm lại cho mình thành một chân. Và cái cách chụm cũng tương tự, lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc, sau đó kéo qua ba chân móc trên kim, thì ta được mũi chụm đầu tiên ở cái hàng móc thứ tư. Tiếp tục hai chân móc của mũi chụm đầu tiên và mũi chụm kế bên này cũng chụm lại thành một chân. Móc tương tự cho các chân móc còn lại, thì ở hàng móc thứ tư này các bạn sẽ móc cho mình ở cái phần đỉnh dày, ta sẽ có 6 mũi chụm liên tiếp với nhau, cũng chụm hai chân móc liên tiếp thành một chân. Và cái cách chụm mũi móc cũng tương tự, lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc, sau đó kéo len qua ba chân móc trên kim. Mũi chụm thứ năm, thì ở cái mũi chụm thứ sáu sẽ là mũi chụm ta chụm hai mũi móc kép đơn ở phía dưới, móc vào đây hai mũi để tạo thành một mũi chụm. Như vậy là cái phần đỉnh dày của mình đã được 6 mũi chụm liên tiếp với nhau.
Sau đó làm tương tự cho cái phần đối diện, tức là chân kế bên sẽ móc một mũi nửa kép. Sau đó chân kế tiếp làm một mũi móc đơn. Như vậy là ở phần đỉnh giày của mình nó đã có cái độ bo lại nè, bo lại để ôm được cái phần má chân của bé. Bo lại và thẳng hàng như thế này. Thì các bạn sẽ làm tương tự cho các chân móc còn lại. Ở đây mình móc mũi đơn thì các bạn sẽ móc cho mình là mũi đơn nha. Móc tương tự cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc đến cuối hàng thì móc vào chân mũi đơn đầu tiên bên này một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Như vậy là thân giày phía dưới của mình đã hoàn tất với 4 hàng móc như thế này và đã có cái độ bo lại ở phần đỉnh giày rồi. Thì cái hàng móc tiếp theo mình sẽ móc cái phần cổ cao lên. Và ở hàng móc đầu tiên của cái phần cổ giày mình cũng giảm mũi ở đỉnh của giày nè. Ở đây mình sẽ giảm 2 mũi móc để cho cái phần thân giày này với cái phần cổ giày nó có cái độ bo lại. Móc vào chân đầu tiên ta vừa móc mũi dời ở phía dưới á, móc vào đây một mũi kép đơn. Và cũng làm tương tự cho các chân móc còn lại. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Ở phần cổ giày mình sẽ sử dụng mũi kép đơn nha. Móc tương tự cho đến cái phần đỉnh giày nè. Thì ở cái phần đỉnh giày này mình có 6 mũi chụm liên tiếp với nhau. Các bạn sẽ móc các cái mũi kép đơn cho mình cho đến cái mũi chụm đầu tiên. Đây, móc luôn cả vào cái chân móc mũi chụm đầu tiên ở phía dưới nha. Mỗi chân móc móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Ở cái chân móc mũi chụm thứ hai và thứ ba của phần đỉnh giày thì các bạn sẽ chụm lại cho mình chân thứ hai và thứ ba thành một chân. Đây, lấy len và kéo len qua ba chân móc trên kim. Chân móc thứ tư và thứ năm cũng chụm lại thành một chân. Cũng lấy len và đâm kim lần lượt vào chân thứ tư và thứ năm. Sau đó kéo len qua ba chân móc trên kim. Như vậy là ta được hai mũi chụm ở cái phần cổ giày hàng móc đầu tiên. Thì chân móc thứ sáu, mũi chụm thứ sáu cũng móc một mũi kép đơn. Sau đó làm tương tự cho các chân móc còn lại. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và làm tương tự cho đến cuối hàng. Đây, thì hai cái mũi chụm này nó sẽ giúp cho cái phần thân giày và cái phần cổ giày nó sẽ có cái độ bo lại nè. Ta sẽ làm tương tự cho đến cuối hàng. Khi đã móc được đến cuối hàng thì tiếp tục móc vào chân móc của mũi kép đơn đầu tiên này một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Ở các cái hàng móc kế tiếp này các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân móc là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và ta sẽ tiến hành không giảm mũi ở các cái hàng móc tiếp theo nha. Các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho đến khi cái phần cổ giày này nè nó đã đạt đến cái chiều cao mà các bạn mong muốn, có thể là che được cái phần mắt cá chân của bé thì các bạn ngưng. Và tất cả các cái hàng móc tiếp theo mình sẽ sử dụng mũi kép đơn để móc nha. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc, ta sẽ không giảm mũi. Sau đó làm tương tự cho các chân móc còn lại và thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa. Ở đây mình đã lên thêm được 3 hàng móc đều nhau và không thêm mũi nè. Lúc này cái phần cổ giày của mình nó đã có cái độ cao và bo lại. Móc vào chân móc đầu tiên của vòng móc cuối cùng một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Tiến hành giấu cho mình sợi len thừa ra phía sau mũi móc. Sau đó các bạn sẽ sử dụng cho mình keo nến để mình dán cái mặt đế xốp vào mặt đế giày len nè. Thì cái cách dán mặt đế xốp này cũng rất là đơn giản. Các bạn sẽ bôi keo kín hết cái phần mặt đế xốp cho mình nha. Ta sẽ tiến hành bôi keo kín hết mặt đế xốp. Ở mặt đế xốp thì ta sẽ chia làm 3 phần. Sau đó bôi keo kín cho mình 1/3 của phần đỉnh giày trước. Và ta sẽ bắt đầu dán ở cái phần đỉnh giày, dán với mặt đế giày len như thế này.
Sau khi keo đã khô thì các bạn tiếp tục bôi keo kính cho mình 1/3 ở phần mặt đế giày còn lại, 1/3 mặt đế giày này. Và cũng tương tự như phần đỉnh giày, các bạn sẽ tiếp tục dán cho mình 1/3 của mặt đế giày lên trước. Sau đó tiếp tục bôi kính keo ở 1/3 còn lại và ta sẽ tiến hành dán gót giày lại. Sau khi đã dán được cái mặt đế xốp vào thì ta sẽ tiến hành móc trang trí cho chiếc giày nha. Sau khi dán được mặt đế xốp vào mặt đế giày lên thì các bạn sẽ móc cho mình một sợi dây, và cái sợi dây này mình sẽ luồn vào hàng móc đầu tiên của cái phần cổ giày nè, luồn vào các cái chân móc như thế này. Hai đầu dây thì sẽ cột lại ở phía sau của gót giày. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc phần tay trang trí. Ở đây mình sử dụng màu nâu để móc phần tay nha. Các bạn cũng tạo cho mình một vòng tròn. Ta sẽ sử dụng đầu kim số 4 nè. Tạo một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn. Từ đây móc lên 2 mũi móc xích. 1, 2. Sau đó móc vào vòng tròn ta vừa tạo 4 mũi kép đơn liên tiếp với nhau. Kép đơn thứ nhất, kép đơn thứ hai, kép đơn thứ ba và kép đơn thứ tư. Từ đây lên 2 mũi móc xích. 1, 2. Sau đó cũng móc vào vòng tròn ta vừa móc này nè, móc vào đây một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Ở hai cái đầu len thừa này các bạn sẽ tiến hành guốc thật mạnh vào, sau đó ta sẽ giấu ra phía sau mũi móc. Đây, giấu ra phía sau mũi móc. Để cho cái phần tay này được đứng cứng cáp hơn thì các bạn sẽ sử dụng keo nến để dán cho mình phần tay này vào thân giày nhé. Sau khi đã đến được cố định phần trang trí lên thân giày, như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một mẫu giày bốt cho bé đi theo set nón cừu như thế này. Chúc các bạn thành công!